8 9 10 11. Nói chung mình bật như cả ngày. 12 13 14 14. Xin lỗi là cái vừa rồi mình bật là nhớ tay nhá. 15 16 17. Đấy, anh em thấy nhá, rất là bén luôn. 18 19 20 thậm chí đến 50 vẫn có thể cháy được anh em nhá. Và bây giờ mình sẽ chống gió cho anh em xem. Chống gió này. Để anh em theo, không bao giờ có thể tắt được. Vâng, mình chào các quý anh em trên kênh YouTube của Shop Zipman nhé. Hôm nay Shop Zipman có một cây bật lửa. Cây này rất là đẹp anh em nhé. Và không thể chờ lâu hơn nữa thì Shop phải làm video giới thiệu cho anh em. Đấy, bên mình thực sự là còn rất là nhiều mẫu nhưng mà mình vẫn chưa làm hết đâu. Nên là anh em cứ đăng kênh YouTube của Shop để mà theo dõi anh em nhé. Cái nào mà anh em ưng thì anh em chốt, anh em alo cho shop, shop sẽ ship siêu đi cho anh em. Hàng đến nơi anh em kiểm tra hàng, đúng hàng rồi anh em nhận và thanh toán thôi anh em nhé. Nếu anh em mua chỗ khác là đôi khi anh em phải chuyển khoản hoặc đặt cọc trước. Nhưng mà với shop Zipman thì không anh em nhé. Nhưng mà anh em phải chắc chắn nhận hàng khi đặt cơ. Đấy, chứ một số anh em mà cứ hay bom hàng là lần sau anh em sẽ không được người khác bán hàng cho nên đâu, họ biết đấy. Anh em đừng có nghĩ là một số anh em bom hàng, đừng có nghĩ là họ không biết nhé. Bom hàng là một khi họ có phần mềm là họ biết được đấy. Nhưng đôi khi một số nhiều người bom hàng quá, bom nhiều quá họ không bán cho đâu. Ok, thì cây Zippo hôm nay mình nghĩ là rất là đẹp anh em ạ. Trước thì mình cũng có dịp giới thiệu cây màu vàng cho anh em xem rồi. Và cây này là màu trắng xám anh em nhé. Màu xám, trắng xám. Thì chất liệu cây này, để anh em theo chữ brass, là chất liệu là bằng đồng anh em nhé, bằng đồng thau, và khắc là khắc chìm ăn mòn acid manticat 360 độ, chủ đề là cá chép thực nguyệt anh em nhé. Và tên con này là cá chép thực nguyệt màu trắng anh em nhé, để phân biệt với con cá chép thực nguyệt màu vàng. Mẫu này thực sự là rất là đẹp anh em ạ, mình bán rồi. Mình cũng khá là nhiều mẫu Zippo nhưng mà Zozo nhưng mà mình nghĩ là mẫu này là một trong những mẫu đẹp nhất anh em nhé. Tại vì là chủ đề, thứ nhất là chủ đề nó đẹp, thứ hai là cái công nghệ nó làm nó rất là tốt này. Nó khắc chìm này. Khắc chìm như thế này mình đảm bảo với anh em là anh em dùng không bao giờ có thể bị mòn hình anh em nhé. Không bao giờ. Mình chắc chắn một câu như thế. Còn anh em mà muốn dùng mà để mòn hình nữa, anh em lấy cái máy mài, mua cái mài anh em mài này, mài nửa ngày thì nó mới mòn được nha anh em nhé. Tại vì sao mình nói như thế? Tại vì là anh em để ý nha, những cái vân này này nó dập rất là sâu luôn, nó khắc rất là sâu luôn anh em nhé. Một cây bật lửa ví dụ như đây là cây Zozo anh em nhé, còn nếu như đây là một cây Zippo thì mình nghĩ là nó phải giá là trên 2 triệu đồng anh em nhé, trên 2 triệu đồng. Nhờ cây này thì nó rẻ thôi. Trên đây nó khắc hình con cá, khắc chìm xuống và được sơn, lớp sơn màu đỏ. Lớp sơn này thì mịn anh em nhé, lớp sơn này rất là mịn. Và mình nghĩ là lớp sơn này cũng rất là bền luôn, khó mà để bong được, bay được màu của lớp sơn này. Trên đây có cái mặt trăng và bóng mây đằng tre. Thì mặt trăng người ta lại gọi là nguyệt. Cá chép thực là ăn mặt trăng, đớp mặt trăng, cá chép thực nguyệt. Còn những cái vân này là vân sóng anh em nhé, sóng vỗ, sóng xanh, sóng trắng. Kiểu như vậy anh em nhé, đây là một cái chủ đề rất là đẹp. Bản lề nó thì có 5 chỗ. Cái này mình nghĩ cầm sang một tuần lễ là hoàn toàn có thể anh em nhé. Anh em để ý cái công nghệ khắc này, nó công nghệ khắc này rất là tuyệt vời luôn. Nó khắc từ mặt trước này, mà nó vắt sang cạnh bên. Đấy, nó vắt sang cạnh bên, xong từ cạnh bên nó lại vắt sang mặt sau. Đấy. Trên mặt sau này có cái 4 cái chữ Hán này anh em ạ. Thì nếu như anh em nào có thể biết và đọc được nghĩa của 4 chữ này thì làm ơn bình luận bên dưới cho shop với nhá. Đấy, làm ơn bình luận bên dưới cho shop với. Trên đây cũng có cái mây xanh đó. Và bên trên có 4 chữ này. 4 cái dòng chữ. Đấy, 4 cái chữ này anh em nhá. Và tất nhiên là shop cũng không thể biết được nghĩa nó là gì. Hôm nào mình thử hỏi nhà sản xuất xem chữ chữ trên này nghĩa là gì thì mình sẽ báo lại cho anh em nhé.
Đi về cái mộc đáy, đây là một mộc đáy dập sâu anh em nhé, dập khắc chìm, dập luôn đấy. Logo có chữ R đây, thì R đây là cái đăng ký bản quyền thì nó mới có anh em nhé, chứ không thể làm tầm bậy tầm bạ mà gắn chữ R vào đây được. Zoro là một thương hiệu rất là đình đám nổi tiếng của Hồng Kông, thì nếu anh em nào chơi rồi anh em biết cái món mấy món đồ này này nó đẹp, nó bền và nó rẻ anh em nhé, nó chỉ là không thương hiệu bằng Zippo thôi. Còn cái này sản xuất năm 21 tại Hồng Kông. Vlad là đồng thau. Phủ lớp chrome này lên là rất là bền anh em nhé. Chrome. Tiếng kêu bét như trong video anh em nhé. Và bên trong thì như thế này. Vỏ này, anh em thấy để ý không? Rất là dày, dày như một cây Zippo Armor luôn. Và rất là dày và cứng cáp anh em nhé. Bóp mà tím cả móng tay, rất là dày luôn. Nên anh em cầm, nói chung là cầm cái này là gọi như là nồi đồng cối đá, dùng cái này nồi đồng cối đá. Ruột thì bằng thép chuyên dụng, vỏ bằng đồng, ruột bằng thép chuyên dụng. Để mình mặt sau như thế này. Cổ đá là cổ đá như thế này anh em nhé, cổ đá này bằng đồng luôn. Bánh xe này anh em để ý này, bánh xe mình thử quẹt thử cho anh em xem, rất là bén lửa. Bây giờ mình lấy bình xăng mình châm lửa, mình thử quẹt thử cho anh em nghe nhé, xem nhé. Cái bật lửa này thì dùng xăng và đá như thế là Zippo anh em nhé. Thì đây một hộp xăng Zippo xịn thì nó có màu đen tuyền 125 ml, và quan trọng là cái đường viền nữa này. Đấy, đường viền nó là hàn luôn chứ nó không có nếp gấp anh em nhé. Ok thì mình châm vào thôi, mình có thể châm trực tiếp vào đây. Châm vào cho nó ngấm anh em nhé, châm một lúc để cho nó ngấm một lúc. Mồi ở đây một chút. Ồ, nhiều quá rồi. Sau đấy mình lắp lại. Bây giờ mình sẽ test lửa cho anh em xem nhé. Anh em đợi một chút mình tắt đèn đi. Đây. Bây giờ mình sẽ test độ nhạy và độ chống gió của nó anh em nhé. 1 2. Cái này mình vừa mới đổ xăng lên là vào nó còn bùng lửa anh em nhé. 3 4. Đổ xong một thời gian thì nó sẽ không bùng nữa. 5 6 7 8 9 10 11. Nói chung mình bật như cả ngày. 12, 13, 14, 14. Xin lỗi là cái vừa rồi mình bật là nhớ tay nhé. 15, 16, 17. Đấy, anh em thấy nhá, rất là bén luôn. 18, 19, 20, thậm chí đến 50 vẫn có thể cháy được anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ chống gió cho anh em xem. Chống gió này. Đấy, anh em thấy không? Không bao giờ có thể tắt được. Đấy anh em nhé, thì trên đây là mình đã test độ bén, độ nhạy lửa và độ chống gió của cây bật lửa này. Thì anh em nào muốn lấy cây này thì nhanh tay alo theo số điện thoại đang chạy bên dưới màn hình nhé. Đây 0977 495 865. Còn cây này thì shop sẽ bảo hành 5 năm cho anh em nhé. Nên là anh em dùng có vấn đề gì thì alo cho shop. Còn anh em muốn xem nhiều mẫu khác thì cứ lên Google này, quả chữ zipman.vn này là ra nhiều mẫu khác nhé. Anh em xem video cho shop thì một đăng ký kênh và một like nhé. Giá cái này thì shop đang phân phối giá chỉ là 390.000 thôi. 390.000. Vâng, mến chào anh em.